Nếu anh chị là một người lười dọn dẹp nhà cửa thì tin em đi. Vì với máy hút bụi lau sàn Ulti V08 model mới nhất này thì công việc dọn dẹp nhà cửa sẽ trở nên đơn giản và thú vị hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ em sẽ đập hộp sản phẩm và cùng mọi người khám phá chi tiết nhé. Và ngay bây giờ nếu anh chị mua chiếc máy hút bụi lau sàn của Ulti này sẽ được tặng kèm thêm một chai nước lau sàn riêng biệt dành cho máy hút bụi lau sàn. Và trị giá của cái chai nước này là 180.000 đồng. Và công dụng của nó là giúp sàn sạch, diệt khuẩn và cho ra một mùi hương cực kỳ dễ chịu. Đầu tiên để đánh giá qua về chiếc máy hút bụi cầm tay lau nhà Ulti này thì em thấy nó có rất nhiều các loại đầu hút khác nhau, đa dạng theo thứ tự từ phải qua trái của mọi người nhé. Đầu tiên là cái đầu hút cho sofa, ghế ô tô và những cái nơi khó hút như là bàn phím máy tính. Chúng ta có thể linh hoạt gạt cái lông này ra để chúng ta trải rất nhẹ nhàng nha. Đó, rồi tiếp theo đây là cái đầu hút lau sàn. Và thay vì chúng ta lau sàn theo cái kiểu truyền thống là chúng ta cứ miết như thế này thì cái đầu hút của Ulti này nó sẽ xoay 360 độ. Vì thế thì sàn sẽ được sạch hơn, bóng hơn. Đây là cái nơi để chúng ta cho nước vào. Và mọi người cũng lưu ý nhé là trừ các cái loại nước chuyên dụng như cái loại nước của Ulti này ra thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng nước sạch, nước trắng bình thường thôi nha. Và nếu mọi người muốn sử dụng nước này ấy, thì mọi người hãy đặt hàng ngay hoặc nếu hết thì chúng ta đặt mua ở đại lý nhé. Rồi, tiếp theo là cái đầu hút này thẳng này là đầu hút để chúng ta lau các cái khe khó với tới, ví dụ như là góc tường, góc nhà, bàn ghế, những cái khe như là đồng kỵ. Và mỗi lần Tết đến xuân về thì em rất ngại việc lau hay là hút cái đồng kỵ nhà mình, thì đây chắc chắn là một cái giải pháp hoàn hảo. Tiếp đến đây là đầu hút sàn nha mọi người, cực kỳ thông minh, thiết kế hiện đại và có hai cái bánh xe này, đó rất là linh hoạt. Điều này giúp chúng ta sử dụng máy để lau sàn, hút sàn nó dễ hơn. Tiếp đó đây là cái để vệ sinh lông thú cưng, hút các cái chất bẩn trên lông thú cưng và lông thừa. Và cuối cùng đây là đầu hút để sử dụng cho giường nệm. Và đối với những vị trí khó với tới thì đây chắc chắn là một trợ thủ đắc lực dành cho máy bụi lau sàn Ulti V08. Đó chính là hai chiếc ống nối gồm một ống cứng và một ống mềm. Và riêng đối với ống cứng này chúng ta cũng có thể tách ra được một chút để vệ sinh trở nên đơn giản hơn. Đó, thao tác rất nhẹ nhàng. Và em đã review rất nhiều các chiếc máy hút bụi cầm tay thì em cảm thấy đây là một cái chiếc máy bụi cầm tay dễ dàng lắp đặt nhất. Mọi người cứ lắp ngay từ tách là được nhá. Và nó dễ là vì sao? Vì nó có nút ấn tách ra rất dễ dàng. Đó. Tiếp theo thì đầu này em sẽ gắn vào máy. Và đầu còn lại này em sẽ gắn vào một đầu hút. Đầu tiên là thân máy có thiết kế công tái học, vì thế cầm nắm cho một cái cảm giác rất thoải mái và khá là nhẹ nha. Trọng lượng chỉ rơi khoảng tầm chưa đến 1 kg đâu. Dung tích hộc chứa bụi lên tới 800 ml, vì thế thì chúng ta sẽ không phải đổ bụi nhiều lần. Tháo ra, đây cái nút lấy để tháo ra nha. Đó, đây là cái phần đầu hút này. Tiếp đó đây là cái nút để chúng ta hút, tương tự như việc bắn súng nước vậy. Và đây là màn hình cảm ứng kết hợp với các cái nút. Ví dụ như đây là cảnh báo thiếu cái cuốn nó bị tắc. Tiếp theo là công suất này, chúng ta để điều chỉnh tăng công suất hoặc giảm công suất. Và đây là cảnh báo pin. Và toàn bộ cái phím này là phím bấm cảm ứng rất nhẹ nhàng, tí nữa em sẽ bật lên để mọi người xem nhé. Tiếp đó đây là cái hộc chứa màng lọc bụi HEPA, hút được cái loại bụi kích thước rất nhỏ
dưới 0,01 micromet. Và tiếp theo đây chính là một cái cục pin. Và thời gian sạc của cái máy lọc, của cái máy hút bụi lau sàn Ulti V08 này sẽ rơi vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Và chúng ta sẽ dùng được trong khoảng 45 phút nha. Và em sẽ lắp để mọi người xem nhé. Đó, và khi lắp nó sẽ như thế này. Và khi em lắp quả pin này vào thì cân nặng nó sẽ tăng lên một chút. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là khá là nhẹ. Vẫn khá là nhẹ nha. Đó, và khi em bật lên này. Đây là hiện đèn báo pin này. Ở trên này cũng có này. Và đây là công suất, chúng ta phải tăng giảm. Máy hút bụi lau sạc Ulti V08 có công suất là 350W cùng với một lực hút lên tới 24.000 Pascal vô cùng mạnh mẽ. Và kết hợp với công nghệ lốc xoáy, hút lốc xoáy Z-Silent sẽ giúp hút sạch mọi loại bụi bẩn ở mọi ngóc ngách khó khăn nhất. Và phía bên trong của hộp chứa bụi còn có một màng lọc thô giúp hút những cái loại lông thú, bụi bẩn thô. Và cách tháo cũng rất là dễ dàng. Ở phía dưới này có một cái nút ấn, chúng ta ấn xuống và kênh nhẹ cái hộp chứa bụi này ra là đã thành công rồi. Và mọi người hoàn toàn có thể vệ sinh cái phần bộ lọc thô này nha. Đây, em sẽ mở ra này mọi người xem. Riêng về cái bộ lọc, đây là bộ lọc HEPA nha mọi người, thì mọi người sẽ không vệ sinh bằng nước, mà chúng ta chỉ cần dùng những cái chổi nhỏ để chúng ta quét đi. Và cái chổi nhỏ đó trong cái bộ phụ kiện cũng sẽ có nha. Riêng cái bộ lọc thô này chúng ta có thể vệ sinh bằng nước và để khô trước khi lắp lại. Sản phẩm được trang bị công nghệ khử tiếng ồn 2 lớp, giúp cho độ ồn của máy luôn giữ ở mức 78 decibel khi mà hoạt động ở chế độ cao nhất, tránh gây ra khó chịu cho người sử dụng. Ngoài ra thì sản phẩm sẽ sử dụng động cơ không chổi than, vì thế thì sẽ cho một độ bền bỉ rất cao và độ ồn thấp